Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0976782982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay làm clip tiếp tục động lực cho anh em lấy cầu thủ Ri bán kiếm coi nè, và uptrend cầu thủ kiếm coi. Có một số anh em biết rồi, có thể là làm rồi, còn một số anh em vẫn còn bình luận dưới hỏi anh em. Đó là sao anh em? Là dùng cầu thủ Dudek GK 81 để làm gì? Để làm gì anh em? Uptrend cầu thủ để bán anh em. Đấy, hiểu kênh em. Hôm nay làm bếp lấy Cafu nè, lấy Cafu nữa. Động lực cho anh em tiếp tục cày chay. Thì một số anh em lấy Cafu rồi, nhưng mà một số anh em rất nhiều anh em chưa lấy được Cafu. Tại sao anh em? Thiếu CB74, một con cực kỳ là quan trọng. Đây anh em, bây giờ mình vô ha, còn Rory nè. Đây CB74 anh em, cái con này cực kỳ là hiếm anh em. Trên chợ 999 cộng người mua mà không có người bán. Đấy, nói chung là rất là khó lấy anh em, rất là khó đủ. Và ạt này đã đủ rồi anh em, đủ rồi. Sau cái clip này sẽ bán con CB74, anh em là may mắn sẽ được cái này ha. Đó, thì ok anh em, anh em có thể mua trên chợ 8 cầu thủ này về, đủ là lấy Cafu, Ri. Đó, màn bán. Và những cầu thủ mà anh em đã mua rồi, để đủ 48 cầu thủ này á, bán được nha anh em, bán được hết, tất cả đều bán được hết. Bán lại để kiếm lời anh em, để kiếm lời. Đây Cafu nha anh em. Thì 8 cầu thủ này thì anh em biết ha, Tavet nè, Dalarus nè, Voka nè, con ra đón nè, Ramirez nè, Alvin Kula nè, con Lambert, và cuối cùng là con Alcaraz. Cái con này thì cực kỳ là hiếm đó, anh nói bây giờ ha, cực kỳ là hiếm luôn, cực kỳ là khó mua luôn. Thì đó, hên hên được anh em. Ok anh em, bây giờ lấy Cafu thôi. Cafu thôi anh em ơi, đây Cafu nha anh em. Đó, cực kỳ ngon nha anh em, một con này cần cực kỳ ngon luôn đó. Ok anh em, thì anh em lấy sớm thì bán sớm, còn giá cao nè, anh lấy trễ thì giá còn ít. Đây, nó giảm còn không 14 em 800 à, thấy không? Con này lúc mới ra thì tầm như trên 20 em nè, trên 20 em. Đấy, bây giờ mình lấy xong hết rồi. Thì bây giờ mình bán 8 cầu thủ luôn, bán liền nè. Chợ nó không xuống giá rồi, không bán được, không bán kịp. Đấy, bán liền luôn. Trong đây có con gì nè, Ramirez nè, Tavet, con Darut nè, là ba con cao giá nhất. Đó, ok anh em. Thì bây giờ lên chợ mình bán nha anh em, mình bán nha anh em. Để còn xem còn mấy con này nó giá nhiều bao nhiêu ha. Con Tavet là 16 em nè, Cafu 14 em nè. Đây, Cafu rồi. Để mình coi Cafu nếu mà up lên 2 rank được bao nhiêu ta. Cafu nếu mà up lên 2 rank được 31 em anh em, có 2 người mua kìa anh em. 31 em trong khi nó là 14 em. Rồi. Bây giờ anh em, bây giờ như thế này. Như thế này anh em. Nãy mình nói rồi đó, cầu thủ GK Dudek anh em 81 để làm gì anh em, để uptrend cầu thủ mà bán. Đấy, bây giờ mình vô uptrend Cafu lên nha anh em, uptrend Cafu lên. Sorry anh em, không được rồi, Cafu nó over 90 luôn, sorry anh em, over 90 không được. Cái con Dudek mà GK 81 á thì up được con dưới 90 thôi, là 89 thôi, 89. Vậy mình sẽ up con Ramirez đi, Ramirez để con Ramirez giá nhiều ha, sorry anh em ha. Con Dudek 81 chỉ được có up được trend con 89 trở xuống thôi. Thì bây giờ con Dudek là bao nhiêu, con Ramirez là 55 em 4 ha. Bây giờ là con hai rank là bao nhiêu, hai rank là 12 em 4. Đang có người mua là người bán kìa. Ok anh em, up con Ramirez luôn. Đấy, thì anh em có thể mua bất kỳ cầu thủ nào trên chợ về để anh em up lên hai rank nha anh em. Hai rank là hai cầu thủ Dudek, hai rank thì nó mới ngon đó. Thì bây giờ mình zoom up con Ramirez lên để cho anh em thấy nha, tác dụng của cái cầu thủ con Dudek nha. Đây, thấy không? Đây, Dudek 81 GK. Thì ok anh em, up lên, up lên. Đấy, thì mình có sẵn thì cầu thủ thì mình up thôi. Còn anh em là chưa có thì mua trên chợ về, kiếm con 88, 89 gì đó, up lên. Hoặc là con nào nó cứ kiếm lời anh, cứ trên lệch thì được, trên lệch thì được. Thấy có người bán, thấy có người mua được nha anh em. Thấy có người mua thì anh em mình mua nha anh em. Chứ đừng mua những cầu thủ mà không có người mua nha. Hoặc là bán nhiều quá, không có người mua là nguy hiểm nha. Là ôm hàng á. Đây, lên 91 anh em. Ok, bây giờ mình sẽ mang bán nha anh em. Sẽ mang bán nha. Bây giờ mình sẽ mang bán. Đây, mang bán nha. Ok anh em, mang bán thôi. Đây, 12 em 4 không? Từ 5 em mấy cũng lời anh em, cũng lời được mấy em rồi. Không sao anh em, có lời là được rồi. Đấy, 11 em 8 anh em, thấy chưa? Bán luôn anh em, bán luôn đi. Chứ để nó có 5 người mua nè. Chứ để 12 em mấy thì cũng lời nhiều, nhưng mà có lời được rồi. Chứ nhiều con kiếm hoài, giá hoài lâu anh em. Bán luôn cho anh em thấy thôi. Anh em cứ thể
search kiếm những cửa hàng nào có lợi hơn thì cứ bán. Đó, mình làm trên làm mẫu cho anh em thôi. Bán luôn con Tavet nè. Tavet hôm mới mua nè, đấy Tavet nè. Bán luôn. Bán hết anh em. Xong rồi bán. À, ca phu nè. Bán luôn ca phu anh em. Thầy tại vì ca phu này á, sau này rất là nhiều người lấy, có thể là sẽ giảm giá nữa, bán hết anh em. Bán hết luôn. Đà La Rút nè, bán luôn em. Đà La Rút có người mua là bán luôn nè. Đấy, xong hết rồi bán luôn. Đó. Mấy con này khá rẻ, con này cũng khá rẻ nè. Đây. Sao không ép mà đi mua ta? Cái con GK Robido rồi, con này bán không được, bán được nè, con này bán được nè. Đấy, đấy ok anh em. Đấy, bốn con bán xong rồi. Lấy ca phu xong là bán liền em. Đấy, con này là muốn gọi là uptrend để bán kiếm lời anh em. Đấy, được 50 em rồi anh em ơi, ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Cái này để có tiền rồi, có coi rồi để up đồ hình sau anh em. Thì ok anh em, tiếp tục anh em, vô add chain anh em, add chain kiếm đu đất tiếp. Đây phần này. Cái phần mà Universal Trend Player là mỗi ngày nó sẽ reset cho anh một lần để anh em add chain. Đấy, add chain anh em. Đó, add chain anh em. Nó yêu cầu là gì? Hai cầu thủ over 80 cộng Chamberlain. Đó, một cầu thủ over 85 cộng bất kỳ. Đây, lấy con gọi là Ronaldinho không dùng anh em, để add chain anh em. Anh em may ra được một con gọi là Marciano hoặc là Dudet, hai con này để uptrend nè. Cái con Marciano á là uptrend cho những cầu thủ 90 trở lên. Đó, còn Dudet thì 90 dưới 90. Đó, uptrend anh em, bất kỳ cầu thủ nào. Hên được mấy con ngon ngon nữa. Đây bây giờ đó giờ vô anh em. Anh em cứ ráng mua đầu tư vô đi. Tầm một em mấy cái này nè, một em mấy thôi. Ráng may được cầu thủ ngon ngon sao? Được thêm con uptrend nữa sao? Đấy. Chamberlain anh em, Chamberlain. Người Pháp mà, người Pháp CB hả? Ấy con đi gì đó, con đe gì đó. Đúng rồi, con đe. Câu đi đi, ấy câu đi. Ấy 86 cũng được. Trời ơi, không được con nào uptrend anh em. Một em 740. Nó mà hên được thêm con uptrend anh em, hên lắm rồi, không hên là không hên rồi. Không hên là không sao, ngày mai làm lại. Còn anh em muốn làm nhanh á thì vô đây lại. Vô đây làm hơi tốn kém anh em, hơi tốn kém thật sự á. Cái này hơi tốn kém anh em. Thôi làm cái kia đi, may mắn thì được con thôi. Cứ mỗi ngày nó cho anh em reset một lần thì may mắn. Đó là phần gọi là exchange. Đấy, ok anh em. Thì tiếp tục để xem người có cái gì mà mở chơi cho anh em không. Có cái gì mà chơi không. Đây. Đây, 200 anh em, 200. 200 được mở được 10 lần. À, bà Ray nè, Ray trước đi. Thì nói chung này làm clip gọi là lấy ca phu cho anh em. Còn một con CB 75 nữa, 74 nữa. Mình sẽ treo lên. Anh này là may mắn sẽ nhận được. Sẽ bài đây 10 lần em, mở 10 lần cái này đi cho nó có thêm được gì không. Đây mở. Đây. Không được rồi, trời ơi, nhẹ không ra không ấy rồi. Rồi cái gì đây? Trời ơi. Ta là cậu hữu bạc không anh em ơi. Đây, mở ri một cái này, 10 lần mở ri cái bên đây. Ri. Cứ đúng 10 lần mở ri anh em. Đó. Trời ơi, được cậu hữu 77 anh em. Không ngon rồi. Đấy, ok anh em. Nói chung là một clip động lực cho anh em gọi là lấy ca phu rồi. Ráng cố gắng anh em canh kiếm được con 74 CB anh em. Canh trên chợ đó. Đó, canh đó. Chứ giờ nó 99 cộng thì cũng hơi căng à. Đây là Starbass anh em. Đấy, Starbass có cậu nè, cậu nè. Folder. Có gì đây? Người Anh. Roma hả? West Ham hả? Bowen chăng? Đúng rồi, Bowen em, Bowen. Bowen, trời ơi, Bowen 83 anh em. Ok anh em, mình dùng một chơi thôi anh em. Để kiếm gì mà chơi trong clip này cho anh em ha. Đó. Đây, có cái gì ta? Đây, free tip anh em. Free tip có kiếm con cầu thủ không? Có nào ngon không? Đấy, trời ơi. Rồi, 73. Đây, like. Cái này mở hết rồi. Kiếm mình Libertadores. Đây, luôn anh em. Trời ơi, không được rồi. Thì ok anh em, coi có một bắt gì không. Chơi vài bắt cho anh em mà. Chơi thôi. Bắt gì nó được thôi. Tại event là Libertadores nè. Bắt là ngon ta. Mở con chơi vui những bắt này ha. Bắt này nè, 1500 nè. Mở phát chơi nè. Mở tiết kiệm gen thôi. Phát chơi vui thôi. Vui thôi. Thấy có hên không, hên không. Trời ơi, không hên rồi. Trời ơi. Thôi, không hên rồi. Ok anh em, để dành gen thôi. Thì ok anh em, bây giờ tiếp tục đọc những câu hỏi và bình luận của anh em để chia sẻ tiếp tục ha. Nói chung là hôm nay làm clip gọi là động lực cho anh em.
cố gắng lấy những cầu thủ ri càng có gì càng tốt anh em, uptrend nữa, đó con còn đu đất á, nên uptrend để bán để kiếm lời anh em, kiếm lời anh em, thật sự giờ này coi kiếm hơi khó khăn anh em, hơi khó khăn đó. Thì ok anh em, bây giờ tiếp tục như đọc câu hỏi của anh em ha, để chia sẻ và trả lời chung với anh em khác luôn. Ok anh em, ok anh em, bây giờ sẽ vô câu hỏi đầu tiên ha. Tức tên nick một đẹp tự dưng hôm nay nó tự đổi thành số giống biển số xe quá, không hiểu game luôn. À, cái tên nick này em không tự đổi được nha em, không tự đổi được nha. À, cái này mình hơi sai đó, có gì đó hơi sai đó. À, sáng mở mắt mở 12k 5 gen ra được con Rafael 80, à Rafa 84 quá đã luôn. À, cái này bạn này là con Rafa 84 quá đã luôn. Nói chung này nói kháy hơn em, nói kháy thôi, hơi vui thôi. Hơi đen này, hơi đen em. À, vui quá anh ơi, em mở một lần bắt 100 điểm Cambridge Tournament 60-94 mà ra con cam 91 của Italia, lúc đó em vui quá mà chảy nước mắt luôn, cực kỳ may mắn anh em. À, chia sẻ món này cho anh em khác. À, hôm qua em mà móc 500 ra được con Luka Modric được 8 triệu coin, chia sẻ món cho những anh em nào đen đó. À, bạn này cũng hơi may mắn anh em, chia sẻ món cho anh em khác đó. Tiếp tục, xem video anh xong và mở bắt Libertadores 8891 mở ra Pele hên quá anh ơi. Đấy, Pele anh em, Pele tuy over 89 nhưng mà giá cao anh em, giá cực kỳ cao anh em, hên em hên. Anh làm đội hình miền núi cộng cao mà ngon đi anh. À, nói chung là cái này anh này muốn mình build đội hình gọi là những cầu thủ ngon bộ rẻ cộng những cầu thủ mà chất lượng anh em, kết hợp với nhau. À, ok cái này được anh em, ok anh em. Bởi vì mình có điều kiện mình sẽ build team cho anh em. À, tiếp tục, mới trúng được con Rudiger 89 có nên thay cho con Hero 89 không ạ? À, cũng được anh em, Rudiger thì khỏe anh em, cực kỳ khỏe mà nhanh nữa. Đó, được được được. Nếu là anh thì anh chọn chơi cầu thủ over cao hay là cầu thủ over thấp rồi mình up lên hả anh? Cho em một xin lời nhận xét. À, thật sự á, nếu mà cầu thủ over cao á thì anh em chắc để dành chơi vé tắt thôi, còn những cầu thủ over thấp á anh em nên up lên đó, mua up lên cho chỉ số nó cao anh em, chơi hết chơi hết cực kỳ ngon em, cực kỳ ngon luôn đó. Tiếp tục, Hà Lan CM AC Milan ra con gì over 83 khóc cạn nước mắt anh ơi. Ê, à, choi quá là choi. Tưởng ra Ulit anh em, tưởng ra Ulit ai là ra con over 83. Nói chung cái này cũng vui anh em, mà bắt cực kỳ là vui luôn em, thật sự luôn đó. Khi nào có chuyện ren nhỉ, bán cầu thủ up ren cao hơi phí. À, cái này thì không biết anh em, nhiều lúc nó không cho ra cái chuyện ren đó anh em, tại vì cái mùa giải mới thì nó có chưa cơ chế mới rồi anh em, phải chịu thôi đó. Tiếp tục anh em, mới mở được Roto có lốp bán được 27 MS ơi. À, bà này cũng may mắn em, cũng may mắn mở Roto có lốp 27 MS được, ngon ghê em, ngon ngon ngon. Anh dùng điện thoại gì để tải game SCO3 24 vậy? À, à, cái này thì mình dùng con Samsung Note 10 Plus anh em, Note 10 Plus ha, có hình khá cao á, chơi game khá mượt đó. Đấy thì ok anh em, đây là những câu hỏi cuối cùng trong clip này, anh em cứ bình luận ở dưới ha, vui vui chia sẻ với em khác những câu hỏi, mình sẽ trả lời chung cho anh em khác luôn đó. Thì ok anh em, hôm nay làm clip cũng là lấy ca phu nè, lấy ca phu, nói chung là động lực cho anh em thôi, anh em cố gắng săn được con CB74 là ok, là ngon, là lấy ca phu bán kiếm coi nè, ăn kiếm coi với uptrend cầu thủ kiếm coi nữa nè, ngon em, ngon em. Thì anh em thấy clip thì hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, và chưa đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.